lâu quá không gặp. Chắc bây giờ nó cũng 12 tuổi rồi hả? Công nhận nó cũng thông minh lanh lợi. Cô hay quá. Cô đã chuẩn bị kế hoạch này từ bao giờ? Kế hoạch? Ý anh là sao? Kế hoạch dàn dựng để cho con cô gặp cha của nó. Không, anh hiểu lầm rồi. Không có kế hoạch gì hết đó. Không có kế hoạch? Dạ. Vậy thì ý cô, mọi chuyện xảy ra chỉ là trùng hợp thôi sao? Dạ phải. Bao lâu nay mẹ con tôi dọn dùng quê hẻo lánh này để ở, lánh mặt, thì làm gì có kế hoạch nào hả anh? Cô nghĩ cô nói vậy thì tôi sẽ tin sao? Vậy thì tôi hỏi cô, trùng hợp kiểu gì mà cô lại đi thuê nhà của quản lý xưởng bánh? Hả? Tôi... Rồi trùng hợp kiểu gì con trai của cô vô xưởng bánh ăn cắp bánh ngay lúc anh Đạt xuất hiện? Rồi sau đó nó quay trở lại kiếm ảnh để trả tiền. Tôi... Cô đừng nói với tôi là tất cả chỉ là sự trùng hợp. Phải, đó thực sự chỉ là trùng hợp thôi. Ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Xin anh hãy tin tôi. Mẹ kiếp, tôi nói cô thế nào hả? Cô phải trốn cho thật kỹ. Cô không biết hậu quả nếu như mẹ con cô xuất hiện trước mặt tôi là gì à? Anh Tài, không, không có giống như anh nghĩ đâu. Cô định thử sức chịu đựng của tôi à? Cô muốn chính tay tôi xử lý mẹ con cô sao? Không. Nói cho tôi biết, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Tôi sẽ dọn đi liền. Lần này tôi sẽ biến mất tâm luôn. Tôi xin anh, tôi sẽ không để cho anh thấy mẹ con tôi một lần nào nữa đâu. Tuyệt đối không bao giờ. Tôi xin anh hãy tha cho mẹ con tôi lần này, một lần này nữa thôi. Tôi xin anh. Tôi không đảm bảo đâu. Từ đây trở về sau, bất cứ chuyện gì xảy ra cho mẹ con cô thì đừng có trách tôi. Tất cả là do cô. Xin anh, xin anh hãy tin tôi. Anh Tài, xin anh hãy tin tôi mà. Tôi xin anh đó. Cô Dung, sao bữa nay đi làm gì sớm vậy? Nguyện à, Nguyện, Nguyện ơi, dậy đi con. Dậy đi con. Hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi đến một nơi
Đi đâu vậy mẹ? Đến nơi rồi con sẽ biết. Con đừng lo, từ nay con sẽ không cần phải dọn đi đâu nữa. Tôi đưa cổ với thằng Bảo đi mua ít đồ. Chú ở nhà chuẩn bị hồ sơ đấu thầu cho hội nghị ở Bình Dương đi. Khi nào tôi về mình sẽ bàn tiếp. Dạ. Đi Sài Gòn hả mẹ? Sau này mày vẫn có lên Sài Gòn vậy? Một chút nữa thì con sẽ biết. Dạ. Dạo này tôi thấy trong người không được khỏe. Già rồi, không biết còn sống được bao lâu. Tôi chỉ mong là trước khi nhắm mắt, tôi được gặp mẹ con Dung. Vậy là tôi mãn nguyện rồi. Dạ, con sẽ cố gắng tìm kiếm má con cô ấy về cho bác. Mọi việc tôi nhờ vào cậu. Dạ. Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ một chút. À, chị Vân ơi, chị Vân. Dạ. Đưa bác vô phòng nghỉ. Dạ. Thôi, khỏi, tôi tự đi được rồi. Nhờ chị trông coi cơm nước giùm cho tụi nhỏ nha. Dạ. Của ai mà to quá vậy mẹ? Mẹ kiếp, tôi nói cô thế nào hả? Cô phải trốn cho thật kỹ. Cô không biết hậu quả nếu như mẹ con cô xuất hiện trước mặt tôi là gì à? Anh Tài, không, không có giống như anh nghĩ. Cô định thử sức chịu đựng của tôi à? Cô muốn chính tay tôi xử lý mẹ con cô sao? Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao. Mà mẹ dắt con vô đây chi vậy? Mẹ đưa con tới đây để lấy lại cuộc sống mà con mơ ước. Để tôi mở chưa? Dạ. Ừ.
Dung. Cô nghĩ đây là đâu mà cô dám ghé? Biến khỏi đây cho tôi. Tôi đến đây là để gặp anh Đạt. Cô nói cái gì? Gặp anh Đạt? Bữa nay chắc cô ăn gan hùm rồi. Cô mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên. Đi ra ngoài. Chú lại, mà dám nạt mẹ con như vậy. Mày cấm miệng. Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới khi tôi gặp được anh Đạt. Anh Đạt! Anh Đạt ơi! Cấm miệng! Anh Đạt! Anh Đạt ơi! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Em bị dùng để anh Đạt ơi! Là hứa, đi ra ngoài! Anh Đạt! Ây da! Đi ra ngoài! Mẹ! Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ có sao không mẹ? Cô gan lắm. Hả? Muốn gặp anh Đạt hả? Không có cơ hội đâu. Kiếm sao đi. Nguyễn, con có sao không hả? Nguyễn, con có sao không hả? Con có sao không Nguyễn? Con có sao không con? Con có sao không vậy? Con có sao không hả? Nè, con có sao không vậy? Đâu, đưa chú coi coi. Tôi xin lỗi chị. Đây là ba của con đó. Vô đi. Bà ơi, cô Dung cố quay về rồi. Cái gì? Dung nào? Ừ thì Dung. Dung đâu rồi? Ơi, Dung. Rồi hả con? Đang diễn cảnh cảm động quá mà.
Chắc tính diễn cảnh cha nhận con, bà nhận cháu đi mà. Không phải hai ngày trước chú nói thằng nhỏ chỉ là trùng tên thôi mà, như vậy nghĩa là sao? Dạ em xin lỗi, em chỉ muốn giữ gìn hòa khí trong nhà mình thôi. Ai cho chú cái quyền tự tiện quyết định chuyện nhà này hả? Tôi chỉ cần chú làm đúng những gì tôi yêu cầu. Còn nếu như chú muốn qua mặt tôi thì nên suy nghĩ thấu đáo hơn đi. Một lần nữa, nếu chú còn tự tiện xen vào chuyện gia đình tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho chú đâu, dù là vì ai đi nữa. Dạ em hiểu. Nói đi, con tên gì? Dạ, con tên là Nguyễn. Nguyễn? Dạ, Phạm Hữu Nguyễn. Phạm Hữu Nguyễn? Dạ. Mẹ nói mẹ đặt cho con cái tên này là muốn con luôn cố gắng hết sức mình cho mọi chuyện. Cái tên nó ý nghĩa lắm. Dạ, cái tên này là do anh Đạt đặt lúc mà Hữu Nguyện còn ở trong bụng mẹ đó. Ôi trời ơi, giống lắm, nó giống y chang như ba nó hồi nhỏ à. Cô mang thằng nhỏ tới đây là ý gì? Lý do gì hả? Con gặp cha mà cũng phải cần lý do à? Con nào, cha nào? Má nói ai là con của ai chứ? Vô lễ, em không được hỗn với má. Cô nói đi, tại sao cô lại bỏ đi rồi lại đột ngột trở về vào lúc này? Em nghĩ rằng một mình em có thể nuôi dạy con, nhưng em đã lầm. Em không muốn con em tiếp tục chịu khổ. Rồi đi đâu, người ta cũng cười nó là không có cha. Em muốn có một mái nhà tử tế cho con. Em muốn nó được tôn trọng. Chỉ vậy thôi hả? Đương nhiên á, con cháu của nhà này thì phải được ở trong căn nhà này, được nuôi dạy tử tế. Không được, nhà này đã có đủ cháu trai cháu gái rồi. Không bao giờ chấp nhận một đứa thấp kém bước chân vô gia đình này. Không bao giờ. Tại sao không? Nó là cháu trai của ta, là máu mủ của gia đình này. Con trai của con mới là con trai của anh Đạt. Con không bao giờ chấp nhận một đứa nào khác bước chân vô nhà này. Con không đồng ý và không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu má. Không đồng ý? Vậy con muốn chồng con có hai gia đình hả? Không chấp nhận thằng Nguyệt, không còn cách nào khác. Nó vẫn là con của thằng Đạt, là cháu của nhà này. Bây giờ nó đã về rồi, không thể nào để nó sống bên ngoài được.
À, hay là con muốn người ta đồn đại chồng cô đèo bồng có con riêng, lúc đó cô mới vừa lòng hả? Con cháu của nhà này không thể lưu lạc ở bên ngoài được. Khi nào mà tôi còn sống, không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra. Má, má muốn như vậy thì cứ để thằng nhỏ sống ở đây đi. Không được. Cứ làm theo lời má, mọi chuyện chấm dứt ở đây, không bàn cãi nữa. Vô phòng bác chút. Dạ. Nguyện à, con ở đây chờ mẹ nha. Vân, Vân à. Dạ. Dạ bà kêu con. Vô làm cái gì cho nó ăn. Ừ. Nghe chưa? Làm cho. Ừ. Ừ. Dạ. Chờ mẹ nha con. Xin bác bỏ qua cho con. Đến hôm nay con mới đưa thằng Nguyện đến chào bác. Xin bác nuôi dạy thằng Nguyện giúp con. Gặp lại được con, bác mừng lắm Dung ơi. Thật ra con cũng cùng đường, hết trốn được nữa, nên con mới đưa thằng nhỏ tới đây. Con làm đúng rồi. Vì tương lai của thằng nhỏ, bác biết mà. Con không nói thì bác cũng biết mà. Suốt chừng đó năm một mình con, cô sinh con, lo lắng chăm sóc nuôi dạy nó, cực khổ biết chừng nào. Cái số của con khổ quá vậy Dung. Ăn miếng đi. Không ăn bà la tôi á. Không chịu ăn gì bà ơi. Còn nguyên à. Con à, sao con không ăn? Dạ, con chưa có đói. Đi mệt vậy sao không đói? Nè, để bà vô trong bếp bà làm cái gì đó cho con ăn nha. Thôi bà để con làm cho, bà muốn nấu gì con nấu cho. Thôi để tự tay bà làm cho nó ăn. Thank you.
Em nói em tên Nguyện hả? Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 12 tuổi. Thiệt hả? Vậy bằng Bảo rồi. Em sinh tháng mấy? Em sinh tháng 7. Thằng Bảo nó sinh tháng 10. Bảo phải kêu Nguyện bằng anh nha. Chị nói bậy bạ gì vậy? Cái thằng này làm sao làm anh em được? Thì Nguyện nó sinh trước em, em phải kêu nó bằng anh chứ. Không bao giờ. Không bao giờ em kêu cái thằng ăn mày này là anh đâu. Đừng có mơ. Nè, được ở lại đây nghe chưa? Mẹ, mẹ xong chưa? Mình đi về. Dạ thưa chị, em xin phép về. Em xin lỗi vì đã đem phiền phức đến cho chị. Em biết em nói như vậy là không phải với chị, nhưng em xin phép cho thằng Nguyện nó được ở lại ngôi nhà này nha chị. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy mẹ? Dù trước đây có như thế nào, em xin chị hãy rủ lòng thương mà chấp nhận thằng Nguyện. Mẹ, mẹ nói cái gì con không hiểu gì hết vậy? Nó là một đứa ngoan, rất biết vâng lời. Mẹ chăm sóc cho nó. Mẹ, mẹ đừng có nói nữa. Mình đi về đi mẹ. Đi mẹ. Mình đi về đi mẹ. Con còn muốn đi đâu nữa? Từ hôm nay, đây mới là nhà của con. Con không thích. Con chỉ muốn đi về với mẹ thôi à. Đây là nhà của ba con, nên đó cũng là nhà của con. Từ hôm nay con sẽ ngủ ở đây, ăn ở đây, học cũng ở đây. Con không thích. Mẹ ở đâu? Con ở đó. Con muốn được về Tây Ninh. Sao mẹ nói nhà mình không cần dọn đi? Bây giờ mẹ bắt con ở đây. Mẹ xin lỗi, nhưng chỉ có ở đây con mới sống được cuộc sống trong mơ của con Nguyện à. Nguyện à, con nói con muốn lớn lên thành người giống như ba con mà. Con sống ở đây thì mới có cơ hội thành người giống như ba con chứ. Không, con không thèm. Con không cần ăn bánh mỗi ngày. Con không cần giống ba. Con chỉ muốn sống với mẹ thôi à. Con hứa, con sẽ nghe lời mẹ. Con không đi đánh lộn với thằng Kỳ. Con sẽ không đi ăn cắp bánh. Con sẽ không vẽ bài lên tường. Con không ăn chim nữa. Mẹ, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Con hứa mà mẹ. Con hứa mà mẹ. Nguyện, con nghe mẹ nói đi. Nguyện, con là một người đàn ông đúng không? Là một người đàn ông thì phải biết vượt qua thử thách. Nếu như mà con cứ khóc như vậy hoài thì biết khi nào con mới trở thành người đàn ông thật sự. Mong ước lớn nhất của mẹ chính là nhìn thấy con thành công. Con không muốn hoàn thành ước mơ của mẹ hay sao hả Nguyện?
ngoan, phải kiên cường lên con. Con trai của mẹ là giỏi nhất mà. Đừng khóc, và tuyệt đối không bao giờ để bụng đói, biết không? Dù tương lai có khó khăn tới mức nào thì con cũng phải dũng cảm vượt qua, như một người đàn ông thật sự, làm hết sức mình, hiểu chưa? Mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Mẹ đừng có bỏ con mà. Mẹ ơi. Văn, mẹ đừng có bỏ con. Mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Mẹ, mẹ đừng có bỏ con mà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, con nội nè. Nội nè. Nội nè con. Mẹ, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Cô nghĩ cô làm như vậy là sẽ an toàn sao? Anh không nghe người ta nói con dùng xéo mãi cũng quằn hay sao? Cô điên rồi. Bữa nay cô còn dám đưa con của cô vào trong hang cọp à? Vì tôi cảm nhận một điều, con cọp con nó sẽ được an toàn khi ở gần cha của nó. Rồi cô sẽ hối tiếc về việc mà cô làm hôm nay. Cô chờ đi. Anh biết gì không? Bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ sẵn sàng hy sinh vì con của mình. Họ sẽ làm mọi điều miễn là con mình được hạnh phúc. Anh mà đụng tới con trai tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nội không biết là con thích ăn cái gì cho nên nội làm đại mấy món á. Ăn đi ha, đừng khóc, khóc quá trời quá đất à, đói rồi, ăn đi con. Nè, nội sẵn con nè, ăn mấy miếng đi con. Nè nè nè, cầm đũa ăn đi con. Trời đất ơi, con quên rồi, con quên là con hứa với má con không bao giờ để bụng đói, nhớ không? Vừa không ăn rồi làm sao? Đây, đây, nghe lời nội đi. Ăn miếng đi con. Ăn miếng cho nội vui. À, có chừng ngạn. Cố gắng đi. Nội sẽ đưa con về thăm má. Con ngồi đi, con nghỉ đi cho khỏe nha. Rồi nội sẽ biểu người ta dọn phòng cho con ngủ. Từ giờ trở đi nhà này là nhà của con.
Thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Con khóc làm cho nó khóc theo. Thôi nỗi thương má con mà. Thôi nín đi con. Nín đi mà. Khóc hoài cũng không giải quyết được cái gì đâu con. Thôi nín, nín đi mà, lấy khăn bà lau nước mắt nữa nè. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Sao mẹ bỏ con? Làm cái gì mà khóc hoài vậy? Từ lúc bước chân vô nhà này khóc hoài, khóc hoài. Mày đang rủ ai chết trong cái nhà này mà mày khóc hoài vậy? Nín đi. Mày đúng là cái đồ xui xẻo mà. Tao chịu hết nổi mày rồi. Kêu má mày đón mày về đi. Trong nhà tao không có chứa cái loại như mày. Trời đất ơi, làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Ai cho đối xử với nó như vậy? Hả? Tại sao con không được phép hả má? Nó đã được nhận về đây như con cái trong nhà này. Con cũng có quyền dạy dỗ nó theo cái cách mà má dạy dỗ Gia Bảo vậy đó. Thằng nhỏ này phải được dạy dỗ đàng hoàng. Chứ nếu không á hả, thì cũng giống như con gái mẹ của nó giật chồng người khác để ra thằng con quan. Thì làm sao mày biết cách dạy dỗ con cái? Im đi không. Mượn rượu rồi muốn nói cái gì nói, không biết trên biết dưới gì hết á. Dân. Dạ. Đưa nó về phòng. Dạ. Nó sai rồi. Cô ra. Tôi không dạ. có sai. Để rồi má coi. Má ép con nhận nó sống trong căn nhà này thì má phải chấp nhận theo cách dạy dỗ của con. Rồi từ từ nó sẽ thích nghi được với cái nhà này thôi má. Thôi nín đi con. Nỗi thương. Thôi nín nè. Anh nhất định phải làm như vậy sao? Bây giờ anh với má quyết định cho thằng nhỏ ở lại trong căn nhà này đó hả? Thằng Nguyễn nó cũng là con của anh. Nó đã chịu nhiều thiệt thòi suốt 12 năm qua rồi. Việc anh nhận lại con thì có gì là sai? Thôi được. Bây giờ anh và má đã quyết định cho thằng nhỏ đó ở lại thì em cũng không còn gì để nói nữa. Em chấp nhận cho nó sống trong căn nhà này, nhưng kèm theo một điều kiện. Điều kiện gì? Anh không được nhận thằng Nguyện là con, trên pháp lý lẫn danh nghĩa. Theo em được biết, sắp tới anh đang có nhiều dự án để phát triển cho tập đoàn nhà mình. Mà những dự án đó nếu như không có sự hỗ trợ từ phía ngân hàng Á Việt thì cũng khó mà thành công. Mà anh cũng biết rồi, chú Việt, chủ tịch của ngân hàng Á Việt, là người từng ban ơn gia đình của em. Anh đi chuẩn bị xe cho tôi muốn ra ngoài.
con. Dạ. Con có đi đâu á thì cũng phải nhớ cho bác địa chỉ. Sau này bác đi tìm con. Bao nhiêu năm nay con đã cực khổ quá rồi, con phải được bù đắp. Dạ, con cảm ơn bác đã nghĩ cho con. Nhưng thực sự con làm chuyện này cũng là vì thằng Nguyễn, chứ không mong bản thân được bù đắp gì hết. Con chỉ mong bác cho phép con được gặp thằng Nguyễn một năm hai ba lần. Con cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà... Dạ. Nhưng mà con đến đây không phải để bán con. Con chỉ xin nhờ bác bảo bọc che chở cho con của con. Chào cô. Ủa mày, sao bữa nay thằng Nguyễn nó nghỉ vậy mày? Ờ, đúng rồi, sao hôm nay nó nghỉ vậy? Tao nghe nói mẹ nó dẫn nó lên Sài Gòn có gì. Mấy bữa nay á, thời tiết thất thường lắm. Cầm áo mưa theo lỡ có mưa mà mặc. Được rồi, bà vô đi. Ừ, nhớ về sớm nghe. Biết rồi. Cô Dung đi Sài Gòn về đó hả? Ủa mà sao cô bị bệnh làm sao mà mặt mày tái nhợt vậy cô Dung? Cô về đây rồi thằng Nguyễn đâu? Em đã để thằng Nguyễn ở đó rồi. Ý cô là sao? Ở đó là ở đâu? Thằng Nguyễn nó không về đây nữa đâu. Em để nó sống với ba của nó rồi. Ủa, ba nó sống ở Sài Gòn hả? Em không còn cách nào khác hơn. Của thằng quỷ mà nó làm tao bị thương vậy đúng không? Vậy chứ mày đứng đây làm gì?
Mày đứng đây lấp lấp ló ló là tại sao? Hả? Ê! Tao mà về nhà là mày biết tay tao vậy chưa? Cái gì đây? Dạ, là tiền bỏ thường số bánh hôm bữa. Hôm trước chú nói con có gan ăn trộm mà không có gan chịu trách nhiệm. Nghe chú nói như vậy con xấu hổ lắm. Tối con về con ngủ không được. Một phần con cảm thấy xấu hổ, một phần con sợ mẹ buồn. Tại vì trước giờ mẹ luôn tin tưởng ở con. Rồi sao nữa? Để cho bản thân không bị người khác coi thường, con đã đi lượm dây chai, đồ cũ đem bán có tiền trả lại cho chú. Mẹ con dạy là đó cho sạch, đó cho thơm, cho nên con không có chịu được khi mà bị người khác coi thường. Cũng mong chú nhận giùm con tiền bồi thường này. Sao chú cười con? Chuyện con trả lại tiền bánh cho chú đâu có gì đâu mà mắc cười. Thật sự con đang rất là nghiêm túc. Thôi được rồi, hồi nãy con nói con tên gì chú quên mất rồi. Dạ, con xin tự giới thiệu, con năm nay 12 tuổi, là học sinh trường trung học cơ sở Tân Phước, lớp 62, bàn 3, dãy ngoài, tên là Phạm Hữu Nguyện. Mẹ ơi, sao mẹ lại làm như vậy? Sao mẹ để con một mình vậy mẹ? Con đang làm gì ở đây vậy? Chú giám đốc. Con làm gì ở đây vậy? Dạ, con không có làm gì hết. Nhưng mà thật ra con đang suy nghĩ. Hình như mẹ gạt con phải không chú? Mẹ giận con hay phá phách, cho nên mới phạt con, bắt con ở đây phải không chú? Mấy ngày nữa con ngoan, mẹ sẽ tới đó con về phải không chú? Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ sống xa mẹ hết á. Bây giờ ở đây một mình con không biết là phải làm sao hết á chú. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa con. Cứ ở lại đây, con sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Con cứ ở lại đây đi, từ từ rồi con cũng sẽ quen thôi mà. Nhưng mà con thấy khó quá hả chú? Chú, con muốn hỏi chú tổng giám đốc câu này được không? Con vẫn không hiểu tại sao chú tổng giám đốc tự nhiên thành ba của con. Bây giờ con không biết xưng hô với chú tổng giám đốc sao nữa. Vậy bây giờ á, con bắt đầu nên gọi ba ơi. Dạ, con mời ba xuống ăn cơm. Ừ, ba xuống liền. Mày đừng có nằm mơ. Đó là ba của tao. Nhà này là nhà của tao. Không bao giờ có chuyện ba của tao là ba của mày. Nhà của tao biến thành nhà của mày.
Tao nghĩ mày nên quay lại cái khu ổ chuột của mày đi. Nếu bây giờ mày không tự giác thì sẽ có một ngày mày cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cái nhà này thôi. Má của tao sẽ không tha cho mày đâu. Trời ơi, sao giờ này hai đứa còn đứng ở đây? Cả nhà chờ dưới phòng ăn kìa. Đi xuống ăn lẹ lên con. Sao anh lại để cho cô ta quay về đây? Lại còn để cho con của cô ta bước chân vô nhà tôi? Anh có biết là tôi nhục nhã như thế nào không? Anh im lặng là xong hả? Anh nói là sẽ giúp mẹ con tôi, vậy mà anh lại để cho nó sống và quay lại đòi nợ tôi. Anh muốn tôi chết lắm đúng không? Em à, hãy hiểu cho anh. Lúc đó cô ta vừa mới sinh xong, lại quyết tâm bảo vệ thằng nhỏ. Trong hoàn cảnh đó, anh không thể nào ra tay được. Anh không nỡ ra tay chứ gì? Vậy thì anh chống mắt lên coi, coi mẹ con nó ra tay với mẹ con tôi. Lúc đó để coi nó có không nỡ giống như anh hay không. Anh biết, lúc đó anh đã quá nhu nhược. Anh nghĩ là anh đã dọa để cho cô ta đủ sợ, để không quay trở lại nữa. Nhưng mà đâu có ngờ cô ta ghê gớm hơn là anh nghĩ. Anh xin lỗi em mà. Lúc đó anh đã quá nhu nhược. Anh nghĩ là anh đã dọa để cho cô ta đủ sợ, để không quay trở lại nữa. Nhưng mà đâu có ngờ cô ta ghê gớm hơn là anh nghĩ. Anh xin lỗi em mà. Anh xin lỗi. Xin lỗi mà. Anh xin lỗi vì đã để cho em khó xử như vậy. Thôi mà Quê. Anh xin lỗi. Đều là lỗi của anh hết. Thôi, em đừng khóc nữa mà. Dù cho cô ta có làm gì đi nữa, anh sẽ không bao giờ để cô ta động tới em, động tới con đâu. Trên đời này mẹ con em với con có một mình anh thôi. Nếu em không dựa vào anh thì em không biết phải làm sao nữa. Anh biết, anh biết. Hãy tin ở anh. Anh hứa sẽ không để cho ai làm tổn thương em nữa đâu. Qua ngồi với nội. Qua đi con. Ủa, sao Khuê vợ con đâu? Không xuống ăn? Dạ, vợ con có việc gấp cho nên phải về Thủ Đức má. Vợ con có chuyển lời lại xin lỗi má.
Tại vì việc gấp quá cho nên đi mà chưa kịp xin phép má. Dạ thôi con, cô mời má ăn cơm. Thôi, mọi người ăn cơm đi. Không bao giờ có chuyện ba của tao là ba của mày. Cũng không bao giờ có chuyện nhà của tao là nhà của mày. Con trai của mẹ là giỏi nhất mà. Con nói, con muốn lớn lên thành người giống ba mà. Sống ở đây, con mới có cơ hội thành người như ba được chứ. Làm gì mà ngồi dòm trừng trừng người khác vậy? Ăn đi con. Nè, ăn nè con. Ráng ăn nhiều vô. Ăn từ từ thôi con, có chừng mắc nghẹn á. Sao không ăn đi? Ăn đi con. Thank you.
Con Nguyễn này nội. Nguyễn hả? Vô đi con. Ngồi xuống đi con. Sao? Tối hôm qua con ngủ có ngon không? Dạ, con ngủ cũng ngon. Ngủ ngon là tốt. Từ từ rồi con sẽ quen cuộc sống của cái nhà này. Dạ, bà ơi, con có chuyện này muốn nhờ bà được không bà? Có gì con nói đi. Dạ, sáng mai bà cho con mượn điện thoại gọi về cho mẹ con một chút, được không bà? Được. Cô Dung ơi, cô Dung, cô Dung ơi. Dạ. Có điện thoại của thằng Nguyễn nó gọi về kìa. Qua đi, nhanh lên đi. Thằng Nguyễn hả chị? Ừ, lẹ đi cô. Alo, là con hả Nguyễn? Mẹ nghe nè. Dạ, mẹ hả? Mẹ có khỏe không? Mẹ có nhớ con không? Mẹ khỏe. Mẹ có, mẹ nhớ con lắm. Con ở đó có ngoan không vậy? Mẹ yên tâm, con sống ở đây tốt lắm. Con ăn được nhiều nè, ngủ cũng nhiều nữa. Trường học của con cũng rất là vui. Cô giáo rất là dễ thương, bạn bè ai cũng thân thiện với con hết á. Hôm nay lớp mình có bạn mới nha, con tự giới thiệu đi con. Dạ, chào các bạn, mình tên là Hữu Nguyện. Mời con về chỗ. Dạ. Mọi người ở nhà ai cũng quan tâm tới con hết á, ai cũng đối xử tốt với con hết á mẹ. Cô giáo rất là dễ thương, bạn bè ai cũng thân thiện với con hết. Thưa mọi người, con học mới về. Thưa mọi người, con đi học mới về. Con đi học về rồi nè mọi người ơi. Mọi người ơi, con đi học về rồi. Thưa mọi người, con đi học mới về. Mẹ biết không, chị Thúy Kha hay chỉ bài cho con lắm. Ít cho bài tập cho con nữa. Chị Thùy Minh vui tính lắm, chị hay kể chuyện cười cho con nghe nữa. Em chào chị. À biết rồi, ngày mai tụi mình gặp nhau nha. Thì trước cổng trường á. Ở đây có Gia Bảo bằng tuổi với con đó mẹ. Nhưng mà Bảo không có ăn hiếp con đâu. Ê, giải trái banh cho tao coi. Ê, ai cho mày lấy trái banh của tao đó? Đưa đây. Ngày nào tụi con cũng chơi đá banh với nhau, vui lắm đó mẹ. Vậy hả con? Con, cô Khuê chắc là còn giận con nên ít khi nói chuyện với con lắm, nhưng mà cậu rất là quan tâm tới con.
con xuống lấy thêm nước. Mẹ yên tâm nha, con Mỹ với cuộc sống ở đây rồi, cho nên mẹ đừng có lo nữa nha. Khi nào rảnh con sẽ gọi điện lại cho mẹ. Con cúp máy nha mẹ. Con giữ gìn sức khỏe nha. Nè, mà con phải thật ngoan, nhớ nghe lời nghe con nha. Dạ con biết rồi. Thằng Nguyễn nó gọi về, nó nói cái gì vậy cô? Nó nói là nó sống trên Sài Gòn rất là vui, rất là tốt. Nó kêu em á là đừng có lo lắng gì cho nó nữa. Vậy là quá tốt rồi. Tôi đã nói rồi, mấy đứa nhỏ dễ thích nghi lắm. Vậy giờ cô hoàn toàn yên tâm rồi hen. Dạ. Dạ, con cảm ơn bà. Nè, mai mốt có cần thì con cứ lấy điện thoại đó mà gọi, đừng ngại gì hết á, nghe không? Dạ, con cảm ơn bà. Vậy con về phòng nha bà. Dạ. Sao hồi nãy em không cho Nguyễn nó chơi chung? Tại sao em phải cho nó chơi chung? Tại chị thấy thêm một người nữa thì sẽ vui hơn chứ sao. Em không thấy vui gì hết á, nhìn mặt nó thấy không ưa. Tại chị thấy mỗi lần nó cũng định bắt chuyện với hai chị em mình, nhìn nó cũng sợ sệt. Chị thấy nó cũng tội mà. Chị cần gì phải thương hại nó? Nó có nội với ba thương nó rồi, còn chưa đủ sao? Bảo, đợi chị với. Hồi còn ở nhà, mỗi lần mà mẹ con lãnh lương á, là mẹ con ra chợ mua cho con thanh chả nhỏ nhỏ gì nè. Vậy mà ăn ngon lắm á bà. Trời ơi, khoái ăn chả lụa dữ vậy luôn á hả? Dạ. Nè, đi vô cắt thêm cho nó vài khoanh, cho nó ăn cho đã đi. Dạ, để con vô con cắt liền. Ở nhà còn nhiều mà, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Dạ, con cảm ơn bà. Phải chi có mẹ của con ở đây, ăn chung với con thì còn vui hơn nữa. Ở nhà mẹ toàn nhường đồ ăn cho con không à. Yên tâm đi, mẹ con mà biết con ăn ngon như thế này mẹ con vui lắm mà. Hen. Dạ. Ăn đi con. Đó, chị thấy chưa, chị còn thương hại nó không? Thì tại... Tại cái gì chứ, từ đó đến giờ bà chưa bao giờ vui vẻ với hai chị em mình như vậy hết á. Nè. Dạ, con cảm ơn bà. Gia Bảo, đôi giày dơ rồi đó, con có muốn cô dâng trà luôn không? Dạ thôi khỏi, con tự làm cũng được. Ê, ngày mai muốn đi đá banh với tao không? Thì hả? Em cho anh chơi chung hả? Tao nói rồi, đừng có gọi tao là em. Không gọi em thì gọi là cái gì? Thì giống như tao hay gọi mày đó. Không được, gọi mày tao bà la đó. Gọi tên nha. Muốn gọi gì thì gọi. Vậy mai đi không? Chơi chứ. Vậy mày có giày đá banh chưa? Dài hả? Anh chưa có. Thôi cho mày nè, giày này tao không xài nữa, nhưng nó còn xài được.
Mày đem đôi giày này giặt liền cho khô, mai còn đi đá nữa. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Ê, đi đâu đó? Thì vô nhà tắm, chà dài. Sao không xuống dưới, sàn nước, ở dưới nhà mà chà? Chà trong nhà tắm dơ. Cô Dân mà biết á, là cô Dân la mày đó. Cũng ai có Bảo nhé. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Dạ. Tự nhiên chị bị mất cây viết mật thơm. Em có thấy nó đâu không? Cây viết gì chị? Chị Hai nói chị Hai bị mất một cây viết mật. Mày không nghe sao? Em không biết cây viết gì hết đó. Chị để ở đâu mà mất vậy? Là cây viết có mùi thơm. Lần trước ba đi công tác về, mua cho chị Hai. Chị Hai để trong hộp bàn. Bây giờ tự nhiên nó mất tiêu. Vậy hả? Có khi nào chị để quên nó đâu không? Mày đừng có xạo, đừng làm vẻ vô tội. Hồi nãy chính mắt tao thấy mày đứng trước cửa phòng chị Hai. Giờ chị Hai kêu mất đồ, không phải mày lấy thì còn ai lấy nữa? Không phải, lúc đó là anh đang định nhờ chị Kha giải dùm mấy bài tập toán thôi. Nhưng mà thấy chị đang bận nên là thôi không nhờ nữa. Mày nói láo. Anh không có nói láo. Mày nói láo. Anh không có nói láo mà. Chính mày lấy mà. Anh không có lấy. Anh không có nói láo. Mày nói láo. Anh không có nói láo mà. Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Coi chừng nội nghe bây giờ. Mày khăng khăng nói không có lấy. Vậy mày dám cho chị Hai vào xét không? Chị cứ vô xét. Em không có lấy thì mắc mớ gì em phải sợ. Chị thấy chưa? Em nói rồi, em nghi đâu có sai. Chính nó lấy mà. Anh không có lấy. Anh nói thiệt là anh không có lấy mà. Anh chưa có thấy cây bút đó bao giờ hết đó. Chị tin em đi, em không có lấy thiệt. Nếu mày không có lấy, vậy tại sao nó lại ở trong này? Hả? Anh cũng không biết nữa. Anh không biết tại sao nó lại nằm ở trong đó nữa. Nhưng mà anh chắc chắn là anh không có lấy mà. Mày nói gì đi nữa thì cái nhà này không ai tin mày đâu. Lần trước mày đã ăn cắp bánh mì của xưởng, ba tao đã bỏ qua cho mày. Giờ mày còn định lấy cái gì của chị Hai nữa. Đúng là ăn cắp quen tay. Mày còn định lấy cái gì của chị em tao nữa hả? Mày đừng có mơ sẽ chiếm được chỗ của tao. Mày không có cơ hội làm chuyện đó đâu. Mày cuối cùng cũng chỉ là một đứa ăn mày.
đứa ăn mày như mày không có tư cách sống trong cái nhà này đâu. Mày im lặng chưa? Mày mà còn nói tiếng nữa thì đừng có trách tao. Tao không im đó. Mày làm gì tao? Mày nè, làm cái gì mà ồn ào dữ vậy? Làm gì vậy? Hả? Tại thằng này nó ăn cắp cây viết máy của chị hai đó nội. Không phải như vậy đâu bà, con không có ăn cắp. Nó lấy mà giờ nó lại không dám nhận. Nội đừng có tin lời nó. Nhưng mà có phải tận mắt con thấy thằng Nguyễn nó lấy cái viết phải không? Hay là con chỉ đoán thôi? Dạ, chính con và hai chị đã thấy rõ ràng. Hồi nãy nội thấy rồi đó, nó còn tính đánh con nữa mà. Nếu nó không lấy thì tại sao nó lại tính đánh con? Con có chắc chắn là thằng Nguyễn nó lấy cái viết của con không? Kha. Dạ thưa nội, tụi con cũng không có chắc lắm. Do tụi con không kịp để bắt quả tang. Nhưng mà lúc nãy tụi con tìm kiếm thì thấy cây viết máy nó nằm ở trong học bàn của Nguyễn. Nguyễn, chị Kha nói vậy có đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà con cũng không hiểu tại sao cái viết đó lại nằm trong học bàn của con nữa. Con nói thiệt đó bà, con không có ăn cắp đâu. Hiểu rồi. Ba đứa đi ra ngoài, Nguyên ở lại. Giờ nội sẽ đánh con 5 roi để con nhớ. Nghe chưa? 1 2 3 4. Em Bảo. Sao chị hai? Từ nay về sau chị không muốn em dở cái trò này nữa. Chị nói vậy là sao? Em không hiểu. Chị không hiểu tại sao em lại thích gây rắc rối cho người khác như vậy. Em hãy bỏ cái chuyện đó đi. Em mới là người không hiểu chị nói gì hết. Chính nó là người đã ăn cắp cái viết của chị mà. Lúc đầu chị cũng nghĩ là như vậy. Thì đúng là như vậy còn gì. Em đã lấy cây viết ở trong quyển sách của nó rồi đưa chị đó thôi. Trùng hợp quá ha. Em nói cho chị nghe thử coi, nếu không phải em là người bỏ cây viết vô cuốn sách thì làm sao em lại biết chính xác là nó nằm ở trong quyển sách đó? Tìm một cái là ra ngay. Giấu đầu lòi đuôi Bảo à. Chị cũng đâu có thích nó, nhưng chị ghét cái tính nhỏ mọn của em hơn. Lần này chị bỏ qua, mai mốt em mà còn làm như vậy nữa thì đừng có trách chị. Em hư thiệt đó nha Bảo. Chuyện này thì liên quan gì đến chị? Dậy đi. Con thấy mình bị oan ức lắm, phải không?
con đang cảm thấy rất buồn và tức giận, có đúng không? Con à, sau này còn những chuyện mà con sẽ cảm thấy buồn nhiều hơn ngày hôm nay. Những lúc con không làm gì hết, nhưng mà con bị những người xung quanh hiểu lầm, hoặc là bị người ta đổ lỗi. Nhưng cũng có những lúc con gặp những người tử tế đối xử với con. Nhưng mà con ơi, cái số người muốn hạ gục con á còn nhiều lắm, không đơn giản đâu. Con nên nhớ lời bà dặn, dù có thế nào được, con không được nổi giận, càng không được dùng tới vũ lực. Cách đó không giải quyết được gì đâu con. Bà ơi, bà dạy con không được nổi giận, cũng không được dùng vũ lực. Vậy lúc đó con phải làm gì hả bà? Con phải giữ thái độ bình tĩnh, rất bình tĩnh. Nhưng mình không sai, con không sai, con không sợ gì hết. Con phải thật kiên định nghe. Ai đúng, ai sai sẽ được sáng tỏ thôi. Con cứ ngẩng cao đầu mà sống. Con cứ ngẩng cao đầu mà sống. Nhớ nha con. Nhưng mà con không có lấy cây viết đó. Bà biết, bà biết mà. Vậy sao bà còn đánh con? Bà đâu có đánh con, mà nó dạy con đó chứ. Con không hiểu hả? Bà mà đứng ra bênh vực con thì con sẽ càng bị cô lập. Như vậy sẽ không tốt cho con đâu. Dù cho con có bị oan đi nữa thì con cũng phải cố gắng chịu đựng. Chỉ có cách đó thì mới giúp cho con sống ở trong căn nhà này. Hồi nãy em bị đòn có đau không? Thôi giờ này sẽ nhanh hết lắm đó. Dạ, em cảm ơn chị. Mỗi lần nội đánh tụi chị á, thì nội lại nói là nội đang dạy. Tụi chị rành chiêu này của nội lắm. Chắc hồi nãy nội cũng nói với em câu này như vậy hả? Để chị cho em lời khuyên này nha. Ở trong nhà này, em đừng có theo phe ai hết. Cứ khéo léo, mình đứng ở giữa là được. Người trong một nhà mà cũng chia phe nữa hả chị? Nhà mình thì là vậy đó. Chị thấy má chị với bà nội thật ra rất giống tính nhau. Con cháu thì cũng thương, nhưng ai cũng có sử dụng con cháu để đạt được mục đích riêng của mình thôi. Nhưng mà chị nói với em má chuyện này chi vậy? Tại chị thích cái tính mạnh mẽ của em. Sau này có gì khó khăn em cứ nói với chị nha. Dạ em biết rồi. Em đừng có ngại, mình là chị em mà. Dạ em cảm ơn chị. Ủa em không vô nhà hả? Dạ thôi chị vô trước đi, em ở ngoài này thêm một chút xíu nữa. À em nghe chị dặn nè, em đừng có lại gần khu vực đó nghe chưa. Đó là chỗ làm việc của ba. Ba cần sự yên tĩnh, không ai được làm phiền hết. Nếu em không nghe lời mà đi vô sẽ gặp rắc rối lớn đó. Nhớ nha. Dạ